Chào mừng các bạn trở lại với kênh Việt Channel TV. Hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà ga Cáp Treo để đi lên đỉnh Phan Xipang. Đây chính là toàn cảnh ở dưới nhà ga Phan Xipang, rất là đẹp. Đây chính là con đường để đi vào nhà ga đấy các bạn. Ở bên dưới người ta trồng rất nhiều các loài hoa, lối đi rất là sạch sẽ, rất đẹp mắt. Dãy Phan Xipang, đỉnh núi Phan Xipang là một trong những ngọn núi cao nhất của Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Campuchia. Chính vì thế mà nó được mệnh danh là lóc nhà của Đông Dương. Đỉnh núi Phan Xipang thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách trung tâm thị xã Sapa khoảng 9 km, nằm ở phía tây nam, nằm giáp giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, thuộc vùng tây bắc của Việt Nam. Theo tiếng địa phương, tên núi là Hồ Xipang và nó có nghĩa là phiến đá khổng lồ và tranh vênh. Chiều cao của đỉnh núi đo đạc là 1909 là 3.143 m. Tuy vậy, theo số liệu mới nhất của cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam đưa ra vào cuối tháng 6 năm 2019, đỉnh núi này cao 3.147,3 m. Và tôi bắt đầu đi cáp treo để lên đỉnh Phan Xipang này các bạn. Chúng ta sẽ từ trên cao nhìn xuống dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, có thể nói là hùng vĩ nhất Tây Bắc, và nó cũng rất là đẹp các bạn, rất lên thơ. Người ta nói rằng cái đỉnh Phan Xipang này nó được hình thành vào thời gian khoảng giáp danh giữa hai kỷ là kỷ Permi và kỷ Tiết của đại cổ sinh và đại trung sinh, cách đây khoảng 260 tới 250 triệu năm, có nghĩa là rất lâu rồi. Cái hệ thực vật của Phan Xipang nó khá là phong phú, có tới 1.680 loại cây chia làm 679 chi thuộc 7 nhóm. Có một số loại nhóm thuộc nhóm quý hiếm dưới chân núi là những cây gạo, mít, cây cơi với mật độ khá là dày, tạo nên những địa danh như cốc lếu, cốc gạo đấy các bạn, cốc sam tức là cốc mít, vân vân. Từ đây trên độ cao 700 m là những vành đai nhiệt đới, có những vạt rừng nguyên sinh rậm rạp, dây leo chẳng chịt. Từ 700 m trở lên là tầng cây hạt trần như cây pơ mu, và có những ba cây bốn người ôm không xẻ, cao từng 50 tới 60 m, tuổi đời tới vài trăm năm. Từ độ cao trên 2.800 m thì phủ kín mặt đất là những cây trúc lùn và những bụi trúc thấp khoảng từ 25 tới 30 cm, và cả thân cây trơ trụi, phần ngọn có một chút lá phất phơ lên. Loài trúc này được gọi là trúc phất trần, xen kẽ đó là một số các họ như là cây cói, hoa hồng và Hoàng Liên Sơn. Và đặc biệt ở trên này có một cái loài cây rất là quý hiếm, đó chính là cây đô quyền các bạn. Tí nữa tôi sẽ quay cho mọi người cùng coi. Và đây chúng ta đã đặt chân lên tới Phan Xipang rồi đấy, mặc dù chúng ta chưa lên tới đỉnh của Phan Xipang đâu. Thì trên Phan Xipang này có một cái quần thể tâm linh rất là đẹp được xây dựng. Lúc tôi lên thì có rất là nhiều người đã lên và người ta đi xuống rồi. Hôm nay trên đỉnh Phan Xipang có rất là nhiều mây,
Đây chính là phạt xi păng này. Chúng ta đi xuống phía bên tay phải, đó chính là cái chùa Hạ, mà chúng ta đi lên phía tay trái, đó chính là chúng ta leo lên đỉnh Phan Xipang. Nơi đây người ta được xây dựng lại, quy hoạch lại, chúng ta thấy một cái kiến trúc rất là nhiều ngôi chùa, đình, tức là khu du lịch tâm linh ấy, được xây dựng cũng rất là đẹp, hoàn toàn được làm bằng đá. Bây giờ chúng ta không phải leo bộ mất 3 ngày 2 đêm để đi lên tới đỉnh núi Phan Xipang, mà chỉ cần 15 phút là chúng ta đã có mặt ở đỉnh núi Phan Xipang rồi. Mà thậm chí người ta leo lên đỉnh Phan Xipang ngày xưa còn mất chừng khoảng từ 5 tới 6 ngày đấy các bạn. Còn thời gian gần đây thì đi mất khoảng tầm 3 ngày 2 đêm. Đã là người Việt Nam thì chúng ta lên đến một trong những cái khu du lịch và một cái ngọn núi hoành tráng nhất của Việt Nam để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta. Thời tiết ở trên đỉnh Phan Xipang thì nó cũng khá là thất thường. Nếu mà những cái cơn mây mà nó đi qua thì chúng ta thấy nó cũng khá là mờ sương. Nhưng mà khi cái đám mây đi qua, chúng ta thấy một cái không khí rất là trong lành, có mặt trời rọi xuống. Trước mắt chúng ta chính là cây đỗ quyên đấy các bạn. Và từ đứng trên đỉnh của Phan Xipang, chúng ta có thể nhìn thấy trước mắt chúng ta đó chính là cái thị trấn Sapa. Một trong những địa điểm du lịch rất là hấp dẫn đối với du khách người nước ngoài, bởi cảnh quan thiên nhiên nơi đây phải nói là rất là hùng vĩ. Khách du lịch họ lên đây cũng rất là đông, thời tiết ở trên này cũng không ổn định, thành ra có người thì mặc áo khoác, cũng có người thì mặc áo cộc tay. Ở đây so với mặt đất thì người ta nói có cái độ chênh lệch về không khí và áp suất, nhưng mà tôi thấy rằng là cũng không có sự thay đổi mấy. Đây chính là đỉnh Phan Xipang cao 3.143 mét so với mặt nước biển, và trên này người ta có dựng một cái cột cờ, ở trên này người ta làm đẹp lắm rồi các bạn, rất đẹp. Tất cả được bao bọc xung quanh, có lan can được làm bằng gỗ. Còn đây chính là bức tượng A Di Đà bằng đồng, cũng là lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Bên trong bên dưới những cái đế kia thì có Xá Lợi Phất được thỉnh từ Ấn Độ mang về. Còn đây chính là cái cột cờ trên đỉnh Phan Xipang. Ở đây thì người ta cũng có làm những cái lễ thượng cờ đấy các bạn. Lễ thượng cờ này được làm từ ngày 13 tháng 1 năm 2017, cột cờ Phan Xipang chính thức được khánh thành. Và sáng ngày 22 tháng 7 năm 2017, hơn 100 cựu chiến binh thuộc Hội Cựu Chiến binh huyện Sapa cùng thầy trò trường tiểu học thị trấn Sapa đã có mặt tại khu vực cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Phan Xipang để làm những cái nghi lễ thượng cờ tri ân các anh hùng dân tộc và các liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc, vì tự do của Tổ quốc. Và cái sự kiện đặc biệt này đó, là chương trình đầu tiên mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức tại khu du lịch Sun World Phan Xipang. Và sau buổi lễ, nhằm đáp ứng nguyện vọng của hàng vạn du khách tới Tây Bắc, thì khu du lịch tiếp tục tổ chức lễ thượng cờ vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Nghi lễ thượng cờ do đội tiêu binh thuộc phòng an ninh khu du lịch chủ trì, bắt đầu từ 10:30 tại khu vực sân kỳ đài trên đỉnh Phan Xipang. Ở trên này chúng ta thấy cũng khá là đông khách du lịch họ đến đây để tham quan
trong đó có cả khách trong nước và khách quốc tế. Ở trên này có một cái loài cây họ sống rất là dai, đó chính là cái cây đỗ quyên, mà hàng năm ở trên đỉnh Phan Xipang này người ta cũng làm cái lễ hội hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên thì các bạn biết rồi, nó chủ yếu là mọc ở những cái vùng ôn đới, và đặc biệt là những ai đã đặt chân sang Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản này, chúng ta thấy cái loài hoa đỗ quyên này rất là nhiều. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì cái khí hậu thích hợp nhất đó chính là đỉnh Phan Xipang. Đây chính là toàn cảnh trên đỉnh của Phan Xipang, nơi mà người ta nói rằng trời và đất giao nhau, một trong những cái đỉnh rất là linh thiêng của Việt Nam. Và bây giờ tôi đang đi xuống và video mình làm về đỉnh núi Phan Xipang sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thứ hay các bạn hãy bấm nút subscribe để nhận những video mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.